Ngoài anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này em sẽ quay và giới thiệu tới quý vị một căn nhà diện tích 38m², lô góc thoáng, ô tô đỗ cổng. Với cái thiết kế của ngôi nhà này 4 tầng, quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Vị trí rất là gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, gần với trường đại học Phenica. Từ vị trí này cách với khu đô thị khoảng tầm 300m, xung quanh ngập tràn tiện ích, cách với trường đại học Phenica 800m, giao thông đi lại thuận tiện, thiết kế ngôi nhà rộng, hợp lý, công năng sử dụng. Đây là phần ngõ trước nhà mọi người ạ. Với cái phần đường ngõ trước nhà thực tế thì là 2,5m, cách với lại đường ô tô. Hai nhà là ra tới đường ô tô. Căn nhà này ô tô đỗ cổng, hướng nhà là hướng Tây Nam, thiết kế 4 tầng. Phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế cho quý vị hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa gỗ. Căn nhà này mặt tiền của nó 4,2m quý vị nhé, rất là rộng. Và mời quý vị theo em vào phần tầng 1 của ngôi nhà. Tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh cho quý vị. Và đây là cái phần không gian phòng khách của ngôi nhà quý vị nhé. Đó, không gian phòng khách rất là rộng. Ngoài cái phần cửa chính thì chủ nhà thiết kế cho mình một chiếc cửa sổ ở bên cạnh nữa đây. Đầy đủ ánh sáng, công năng sử dụng. Căn nhà này thì là lô góc, cũng tương đối là thoáng quý vị ạ. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều được chủ nhà lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Không gian phòng khách tươi sáng. Và với cái phần hoàn thiện của ngôi nhà gần như cũng chỉnh chu xong hết. Quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60. Phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã được thiết kế xong hết theo đúng như hiện trạng ngôi nhà này. Quý vị dọn đồ về và ở. Giá bán hiện tại của chủ nhà đang chào với giá 3 tỷ, 3 tỷ quý vị ạ. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Và chắc hẳn quý vị sẽ hỏi rằng nếu như ngôi nhà này mà hỗ trợ vay vốn ngân hàng thì sẽ vay được khoảng tầm tối đa bao nhiêu? Thì sẽ vay được khoảng tầm tối đa từ tỷ 6 cho tới tỷ 8. Phần còn lại quý vị chi trả trước cái phần tiền mặt cho Ngọc Ánh nhé. Sổ đỏ chuẩn chỉnh, vuông vắn, không lỗi phong thủy, không phong hậu quý vị ạ. Ngoài cái phần phòng khách ở tầng 1 thì đây là cái phần không gian phòng bếp. Với phần không gian phòng bếp thiết kế hoàn thiện, chỉnh chu cho quý vị đầy đủ tủ bếp ở đây. Rồi là phụ kiện bếp, chậu rửa, vòi rửa đều thiết kế cho quý vị xong hết rồi. Hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã được lắp đặt xong xuôi. Ngoài ra, phần tầng 1 thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh đáp ứng nhu cầu sử dụng phía dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Đây là cái phần không gian để. Ở đây là tủ lạnh quý vị nhé. Toàn bộ tầng 1 của ngôi nhà, phòng khách, phòng bếp đều được chủ nhà thiết kế ở đây. Trần thạch cao, đèn led rất là sáng. Với cái căn nhà này, quý vị sẽ hỏi Ngọc Ánh rằng là đi cung đường nào là tiện lợi nhất. Thì Ngọc Ánh sẽ chia sẻ luôn là quý vị đi xuống cuối theo cái trục đường Lê Văn Lương kéo dài xuống cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương thì cái căn nhà này nằm ở đấy. Nó cách với cái vị trí cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương khoảng tầm 100m thôi mọi người nhé. Phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông, đi làm theo trục đường Lê Văn Lương kéo dài lên tới Thanh Xuân, quay đầu thì cái căn nhà này trong phạm vi 10km rất là hợp lý. Hoặc quý vị từ đây mà quý vị có đi làm theo trục đường lên ngã tư Lê Trọng Tấn, rẽ ra hướng Hoài Đức, đại lộ Thăng Long cũng rất là ok mọi người nhé. Và Ngọc Ánh xin mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Quý vị ơi, Ngọc Ánh đang đứng ở phần tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2 thì ở đây là lô góc, cho nên ở bên cạnh là mở ra được cửa sổ rất là thoáng ở phía hành lang. Tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế cho quý vị một phòng ngủ rất là rộng, một phòng vệ sinh ở phía bên trong. Đây là phần phòng ngủ. Với cái phần phòng ngủ này, chủ nhà thiết kế lắp đặt cho mình một chiếc điều hòa rồi quý vị nhá. Đó, phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh đây rất là rộng, rất là thoáng. Cửa sổ thông thoáng, bình nóng lạnh được chủ nhà lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Hệ thống sen cây tắm, đó, bồn cầu liền khối, lavabo bàn đá, thiết kế lắp đặt xong hết. Với cái phần phòng vệ sinh này thì được ốp toàn bộ gạch 30-60 lên trên từ tận trần, rất là sạch sẽ. Cửa thông phòng của tất cả các phòng ngủ đều được thiết kế cho quý vị cửa gỗ lim rất là chắc chắn. Với cái phần phòng ngủ này tương đối là rộng, thiết kế đầy đủ hệ thống đèn led, hệ thống trần thạch cao. Ở dưới chân Ngọc Ánh thì thiết kế sàn gỗ cho quý vị đầy đủ. Đó, theo như hiện trạng ngôi nhà này quý vị dọn đồ về và ở ngay.
vị trí giao thông đi lại thuận tiện. Ví dụ như quý vị nào có con em đi làm, đi học ở trường đại học Phenica thì từ vị trí ngôi nhà này ra tới trường Phenica nó chỉ tầm 800m thôi quý vị nhá, rất là thuận tiện luôn. Mời quý vị theo em nên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế cho chúng ta như sau. Trên phía tầng 3 cũng có cửa sổ ở phía hành lang để lấy ánh sáng. Và trên phía tầng 3 thiết kế cho quý vị hai phòng ngủ trước và sau. Tất cả các phòng ngủ chủ nhà đều lắp ở đây cho quý vị là một chiếc điều hòa rồi. Phòng nào cũng được lắp đặt một chiếc điều hòa thương hiệu Panasonic, hệ thống trần thạch cao trong phòng ngủ. Và ở phía dưới thì là sàn gỗ. Đây, phòng ngủ ở phía tầng 3. Như vậy, lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà thì cái căn nhà này có 3 phòng riêng. Quý vị nhá, có 3 phòng riêng. Phòng nào cũng được thiết kế chỉnh chu, đầy đủ hệ thống ánh sáng, không khí tự nhiên vào trong không gian phòng. Và tất nhiên với hai phòng ngủ này thì phòng vệ sinh thiết kế ở phần bên ngoài phục vụ cho hai phòng ngủ mọi người nhé. Đây là phần phòng vệ sinh phục vụ cho hai phòng ngủ ở đây. Phòng vệ sinh rất là rộng, rất là thoáng. Nói chung với căn nhà diện tích rộng, giá hợp lý như thế này, đi làm thuận tiện, cũng gần với lại trung tâm thương mại Yêu Môn Hà Đông này, gần với lại bệnh viện đa khoa Hà Đông, gần với cầu đen cầu trắng, thì quý vị nào muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin ấy, cứ liên hệ trực tiếp với lại Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình để Ngọc Anh có thể tư vấn cho quý vị chọn lựa được những cái vị trí căn nhà hài hòa với lại giá thành cũng như là cái mong muốn đi lại của mình nhé. Sau đây mời quý vị theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và phần tầng 4 của ngôi nhà đây quý vị ơi, trên đây có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tầng 4 của ngôi nhà thiết kế không gian mở cực kỳ là thoáng. Đây là phần phòng thờ chủ nhà thiết kế riêng. Đây. Trên phía tầng 4 và phần còn lại là phần sân phơi rất là rộng. Đây là phần sân phơi quý vị ạ. Đây. Phần sân phơi thì xung quanh mọi người có thể nhìn thực tế dân cư đông đúc, hàng xóm đi lại. Đó, xung quanh hàng xóm rất là đông, hàng xóm thân thiện, sổ đỏ chuẩn chỉnh, diện tích 38m. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em, Ngọc Ánh, Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.